Chào các bạn. Sáng nay thứ hai, một ngày vào cuối tháng 7 và chuẩn bị bước qua tháng 8, mình phải đi hái mấy cái trái táo nhà mình. Táo nó chín rồi. Làm sao mình mới biết nó chín? Bằng cách là mình thấy nó hơi vàng vàng các bạn. Và có một vài trái nó hơi khô khô tại vì nắng nóng quá đó. Bây giờ mình phải hái mấy trái táo này thôi. Mời các bạn đi theo mình nha. Các bạn thấy sóc nó phá tàn cành không? Nó ngậm trái táo à. Ê, phá vừa thôi nha con. Ui, ui, đi, 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 đi. Phá như quỷ. Đây cho nè. Nè, ở đây cho nè, các bạn. Cho nè. Anh nhảy qua cây hồng à. Đó các bạn thấy không? Búng qua bên kia. Cây táo nhà mình năm nay trái trĩu quả, nó kéo cái nó nặng đến nỗi mà nó kéo cái cành quằn xuống luôn. Đây cây táo nhà mình nè, có trái trĩu cây luôn. Một nhánh thấp lè tè, có cả mấy chục trái, chỉ một nhánh thôi, nhánh nhỏ thôi. Giờ là cuối tháng 7, đầu gần gần bước qua tháng 8, thời tiết nắng nóng thành thử cái trái nó quéo luôn. Đó, cái nhánh bên này, nhánh bên này thêm một nhánh nữa, trái đặc luôn. Nhánh bên này chưa chín nè. Cũng hơi chín chín nè, mấy trái lớn chín chín nè, chứ nhỏ chưa chín nè. Thế mấy còn mấy đúng ra là còn nhiều hơn nữa, nhưng mà hôm rồi mình vừa tưới cây, mình vừa lấy ra bứt vài chục trái ăn chơi thì nó cũng vơi bớt miếng, cộng với phần sóc phá nữa. Các bạn thấy sóc phá nha, nó phá làm sao nha, này sóc nè, anh lên nó ăn cái còn như đây nè, rớt xuống sóc ăn nó rớt xuống đó, anh ăn còn như đây cái anh giục đủ sóc khoáng còn hơn nữa chứ gì. Chưa kể là anh em anh quấu cái trái nó rụng, anh chụp không kịp, anh kịp quấu được một miếng chút xíu, cái móng vuốt của nó sắc dữ lắm. Đây đây thêm một nhánh nè, trái nhiều đến nỗi mà cái cành nó trĩu xuống quằn xuống rồi. Nếu mình hái xong xuôi chắc nó đứng lên trở lại, nó nặng dữ lắm.
mấy trái chín khô. Các bạn thấy mức độ quằn của nó nè. Đúng ra thì cái nhánh nó đứng thẳng lên dưới. Và thấy nó quằn xuống không? Nhánh bên này cũng quằn xuống rồi. Nặng quá. Nhưng mà có nhánh đó thì nó đứng thẳng luôn ha. Nhánh kia chết khô à. Để làm sao lựa nhánh nào chết khô chặt bỏ. Nhánh bên kia cũng quằn xuống luôn. Nhánh bên kia thì sóc nó bay từ cây sồi cái ót kế bên á bay xuống vài ngày cái nhánh nó luôn. Hoặc là nếu mà mình nó rượt nó từ nhánh bên này nè, mình rượt nó sẽ từ nhánh bên này đến nhánh bên này nó phóng bay qua cái nhánh sồi bên kia luôn. Phá tàn cảnh luôn mấy con sóc. Có ai có cách gì trị nó chỉ cho mình. Chim bay qua. Hái đi. Bắt đầu công việc thu hoạch này. Rồi mấy trái nào chín chín mình hái xuống. Cái nào dần dần hái. Cái này vàng hết. Cái này còn xanh quá thì không hái. Cái này hơi dần dần chín rồi đó. Đây hai cái này là cái này vàng nè, cái này xanh nè. Hái cái bên này thôi. Tảo đèn nó ngọt lắm các bạn. Anh nào mà hơi ngủ mà hơi kém kém á, hơi thức giấc á,
không có ngủ giấc ngủ say á, thì ăn táo này vô. Mình ăn có vài trái thôi, tối ngủ ngon vô, ngủ thẳng giấc luôn á. Nhờ bạn nào mà mất ngủ kinh niên á, ăn cái này vô không có bảo đảm hiệu quả nha. Trái này không có là trị mất ngủ, nhưng mà nếu mà bạn nào mất ngủ á, thiếu ngủ á, ngủ không khó ngủ hay là ngủ không có thẳng giấc á, thì ăn trái này vô thì có thể cải thiện được giấc ngủ một chút, nhưng mà không có trị bệnh mất ngủ được nha. Nhiều người trị bệnh mất ngủ ăn táo khô á, táo này phơi khô á, thì giấc ngủ được cải thiện được chút xíu, nhưng mà bệnh mất ngủ ăn không có hết, vẫn bị mất ngủ như thường. Cái mặt này hướng về hướng đông nè, thành thử ra mặt trời mọc á, nắng nóng dữ lắm, trái táo nó khô luôn, thấy không? Này là lớn nhỏ thì cũng hái hết rồi, nếu không hái thì nó bị khô. Nó khô bị nhăn da luôn ha. Nào phải hái hết cái mặt này, lớn nhỏ thì hái sạch hết, để nó bị khô ăn nó không ngon, nó không có giòn, khô thì nó bị dẻo dẻo. Này là phải hết, hay hết rồi. Nhánh này phải hay hết rồi. Trong tất cả các nhánh thì chỉ có nhánh này là nhánh bị ảnh hưởng nhiều nhất, nắng nóng á, thành thử ra mình phải hái cho sạch cái nhánh này hôm nay. Lấy tay mà bóc từng trái chắc không bao giờ xong. Mình có cái tuyệt chiêu này đó, quất một phát thôi là các em ngã nhào hết. Rồi, rớt xuống đi. Tôi lụm. Đó, chỉ có cách này mới là hốt thôi. Hốt thôi các bạn ơi. Rớt bụp. Nghe tiếng rớt bụp nghe đã các bạn. Y như câu cá vậy. Mỗi lần câu cá, cái con cá nó chín. Cái lần câu nó hơi sườn sườn cái đó. Trời, cảm giác nó phê gì đâu. Trái táo cũng vậy, nó rớt nghe bụp nghe đã luôn tay lắm. Rớt xuống tôi lụm. Thôi các bạn thấy không? Mà thấy giờ xuống bớt rồi thấy không? Đây còn mấy trái nhỏ nhỏ không, để nó đi. Đây còn trái nè. Rồi, đây còn trái nữa.
Rồi sạch sẽ rồi ha. Còn mấy trái đó mình để dành đi. Một nhánh thôi. Một nhánh thôi là ăn chết ông nội rồi. Các bạn ơi, cỏ chết khô thấy không? Nắng nóng quá. Mặc dù đã tưới. Lụm vô thôi. Chu chê một nhánh nhỏ thôi mà ra cái thao vậy. Ăn đâu hết này, phải biếu bạn bè hàng xóm. Ai có nhu cầu thì alo cho mình một tiếng. Bấm số điện thoại nha. Để số điện thoại trên dưới phần bình luận. Mình phải ship qua cho các bạn. Mới chỉ là một nhánh thôi đó nha. Nó này nó ngọt ngọt, giòn giòn, thơm. Rồi, được một thao đây. Chùm đó cũng chín rồi. Có một trái khô ha. Đó, bạn thấy trái khô. Đó, mình sẽ vớt chùm nó xuống nha. Mà cao quá, vớt không tới rồi. Tới không? Không tới. Tìm cách thôi. Đó mà chùm đó mà rớt xuống á, nó bị cái mấy cái dây bi đao của mình che mất này. Để mình có thể bị mất trái trong đó. Chỉ có cách là mình hái, mình kéo về cái hướng trống trống á, cho nó rớt xuống đó. Chứ mà kéo về rớt xuống mấy cái dây bi đao nó che hết là mất trái á. Mình có dây bi đao nè. Bên này thì dây dưa ghen. Dưa ghen mình ngộ lắm nha các bạn. Có trái dưa ghen. Trái này không à. Trái này dưa ghen lai giống nha. Bên đó là vàng phú quê của mình. Đây là phú qua đèo không các bạn. Cái dây có chút tiếu và đựng trái nhỏ xíu. Qua đèo ăn đắng kinh hồn luôn. Lá hua, hua. Cái lá hua này các bạn nào bị huyết áp cao á, hái chừng 10 lá trộn với lại mấy cái lá
như là lá mộc tơi hay là lá dền á, bạn nấu canh ăn. Đây mình hái mộc tơi đây, với dền tía với lá khổ qua. Các bạn ăn canh, nấu canh ăn mỗi ngày, bảo đảm huyết áp sẽ xuống liền. Các bạn là ăn lá hua không nên ăn nhiều nha, huyết áp sẽ tụt một cách đột ngột luôn. Nên ăn nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, ngày 10 lá thôi. Nếu mà nặng quá thì ăn 15 lá đắng đắng chút. Hôm nay mùa nắng là thử lá nó bớt chứ. Hồi mùa xuân á, lá nó nhiều dữ lắm. Chiêu cuối cùng của Võ Lâm, bắt cái thang cộng với cây cào cỏ, mình sẽ kéo cái nhánh nó về hướng đó. Trái nào có rớt vô mấy cái bụi bầu của mình với bí rau mình hái nha. Rớt xuống đó. Hơi chói ánh nắng chút xíu nha. Wow. Chắc xuống đó. Thu hoạch thôi. Ồ, trái to dễ sợ luôn á. Trái này nhỏ hơn. Các bạn cứ sờ đầu ngón tay cái mình đi. Mình có ngón tay cái rất là bự. Trái táo này nó bự gần gấp 3 ngón tay cái mình luôn á. Trái này nó hơi dính dính á, coi nó xấu xí chứ nó ngọt lắm các bạn. Trái này mình bảo đảm con sóc nó ăn nè, nó bấu ruột xuống trái táo rụng xuống, nó mất ăn nè. Mình thấy rớt dây bầu rớt xuống về trái bên này, đây trong đống dây bầu nè, rớt cũng hai trái không, hai ba trái. Các bạn thấy không, rớt vô đây là vô phương tìm, khó tìm. Rồi, bỏ đây. Đây mình thấy như còn trái này, đây còn trái này không, không khó thấy lắm. Cành đó mình dít nó xuống, mình tuốt nó trùi lủi luôn nha các bạn. Rồi thu hoạch thôi. Bạn thấy không? Đóng táo luôn. Bước cẩn thận coi chừng dẫm lên trên mấy trái táo á. Gom đóng lại cái mình hốt. Táo nhiều quá. Hốt rồi các bạn ơi, hốt rồi. Cái này là hốt táo rồi. Cứ hốc lại đi ha, rồi lát đem vô rửa.
sạch sẽ. Coi trong bộ này có cái nào nữa, có trái nào đúng không? Ở đây. Đây thành quả của mình. Khổ quá. Qua trồng bao nhiêu năm tháng được có nhiêu đây. Tốn tiền tưới nước, phân bón, đất đai, chăm sóc. Đây thì mua hàng sướng hơn. Còn táo thì có lời rồi. Cây hồng của mình thì trù lũi luôn, sóc mà ăn không còn một trái. Cây hồng mình ước lượng khoảng chừng 150 trái các bạn. Sóc nó lụm, nó lạc hết luôn. Nó chứ không chừa cho mình một trái nữa hết. Mình quyết định mình đặt cái bẫy á, cho nó sợ hù nó. Nó đi ngang qua nó bước cái bẫy sập cái ầm là nó sợ nó bỏ nó chạy. Nhưng mà nó không có chạy được rồi, nó sẽ quay lại nó quất tiếp. Mình đã làm đủ mọi cách hết. Đặt bẫy 4-5 cái bẫy luôn. Đây cái bẫy nữa. Ồ, sao cái bẫy nó còn dương đây, nó chưa chịu sập. Chừng đụng tới nó kêu cái ầm cái hết hồn rồi. Vậy mà nó không hết hồn, nó là không còn một trái hồng luôn. Lũ sóc khóa còn hơn là quỷ. Hôm trước mình thấy lát đáng đâu còn mấy trái dưới này. Ở đây còn trái nữa. Còn một trái một à, nó chừa mình có một trái à, tại nó không thấy thôi chứ. Nó thấy nó cũng quất đẹp luôn à. Cái hồng này tới tháng 9, tháng 10 nó mới chín nha các bạn. Bây giờ mới có cuối tháng 7, đầu tháng 8 à. Sóc nó quất hết à. Không còn một trái, còn có một trái một duy nhất. Và nó thấp lè tè quá đó. Mà cái trái nó cũng ngụy trang rất là khéo. Cái thứ hai nữa, cái cành này nó yếu. Nó ai không tới. Nó bước ra cái cành đó, nó sụm xuống rồi nó rớt xuống. Và hãy mà nó đứng dưới đất nó dối lên cũng không tới luôn. Đứng đây nè, dối quá không tới. Mà sóc nó ít, nó khi từ dưới đất nó đi lên lắm. Nó bước từ ở trên nó bước xuống không. Mình theo dõi đa số này nó phóng từ hàng rào qua nè. Nó đi luôn cái hàng rào nó phóng qua. Hoặc là từ cây này nó chuyền qua, hoặc là từ cây ốc nó nhảy xuống. Đủ đường cho nó xâm nhập á. Mình tìm đường mình cắt cái đường xâm nhập nó mà không được. Có một bác Việt Nam á, lấy lưới bao quanh luôn. Bao quanh cái cây, trùm lại nguyên cái cây này luôn. Mà nó cũng vô, nó quất hết. Nó lượm, nó lặt không còn một trái luôn. Không biết đường nào mà bác mới tìm cách để ngó xem coi nó chung ngõ nào. Cũng không thấy, không có lỗ để cho nó chung luôn. Cái lưới trùm rất là kín. Sau tới mùa đông á, thì cây cỏ dưới này, dưới gốc này nè, nó chết hết á. Trụi hết, thì thấy nó lòn ở dưới này nè. Nó đào, nó lòn cái lỗ ở dưới cái lưới á. Nó lòn lên, nó đang. Rồi, video này mình đến đây là kết thúc. Chắc bữa sau mình sẽ hái luôn cái nhánh trên đó. Bữa nay đầy quá rồi. Hái nhiều vô ăn cũng không hết. Cho phân phát bạn bè người mớ thôi. Video mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn xem video. Gặp lại vào video kế tiếp nha các bạn. Tạm biệt các bạn.